Tôi để nâng tỷ số lên 3-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Lê Công Vinh rất bình tĩnh. Có bàn. Rất đáng tiếc cho Lê Công Vinh và đội tuyển Việt Nam. Một pha phối hợp cho thấy những phẩm chất kỹ thuật và sự tự tin rất đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam, nhưng cuối cùng lại kết thúc với một cú sút dội sang hàng đi ra bên ngoài của Lê Công Vinh. Những tình huống chuyền bóng phản công đều được thực hiện rất chính xác. Và đây là một tình huống mà Công Vinh không hề việt vị. Như thường lệ thì Công Vinh đã rất bình tĩnh để xử lý bóng trước khi thực hiện pha dứt điểm bằng chân phải. Thực sự khó hiểu cho pha dứt điểm của Công Vinh, chỉ cần một cú đá